Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. À, nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo arup uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Thì hai cái nhóm này thì mình sẽ là để ở dưới cái phần mô tả của video thì các bạn có thể là kích vào và các bạn tham gia vào hai cái nhóm này để mà cập nhật những cái uh, thông tin về các cái kèo arup cũng như là các cái kèo kiếm tiền miễn phí ở trên kênh của mình. Uh, các bạn thân mến thì ở cái video này thì là mình uh, cập nhật cho bạn về cái kèo mà mình đã chia sẻ ở trên kênh đó là cái kèo ở cái kèo ví gốc wallet thì cái kèo này thì lúc đó thì mình chia sẻ là uh, đăng ký tài khoản thì là sẽ là nhận được cái cái đồng mà BUSD ấy. Uh, mỗi một người đăng ký thì sẽ nhận được 0.5 cái đồng à, uh, BUSD nhưng mà tuy nhiên thì có thể là cái thời gian mà mình chia sẻ cái video thì cái cái tuôn thưởng nhận cái đồng BUSD thì đã hết rồi nhé và Uh, cái chỉ còn cái phần mà thưởng cho những bạn nào mà uh, đăng ký và chia sẻ giới thiệu ba uh, người trở lên thì các bạn sẽ là nhận được một cái NFT ấy. Ừ. thì cái NFT này thì trị giá là nó khi vào Nissan sàn này sẽ là khoảng tầm là 250 đô la đó thì mình đã là nói ở cái video trước rồi thì ở đây thì mình là cập nhật cho các bạn về cái 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 tình hình về cái kèo này thì mình đã là uh, làm thành công một cái NFT về cái uh, cái ví phong này rồi thì cái điều kiện của nó là các bạn phải giờ giới thiệu từ ba người trở lên nhé ba người trở lên là các bạn đủ điều kiện rồi ở đây thì là mình đã làm về ví một cái đồng NFT một cái NFT hot uh, wallet nó dạng như là kiểu một cái huy chương đấy đây nó một cái biểu tượng như thế này thì các bạn uh, con chắc của cái con chắc là của cái NFT này và cái mã tham chiếu này đó và mạng là BSC thì ở đây á mà để mà cờ làm được cái NFT này về thì đòi hỏi thì các bạn trong cái ví của các bạn phải có cái đồng BUSD uh, à, thì cái phí của nó khá là nhỏ uh, ở đây thì mình đã gửi vào 0.002 BNB nhưng không dùng hết ở đây thì các bạn xem cái phí của nó khá là thấp nữa 0.000056 gần như là bằng không nhé đó gần như là bằng không nó không đáng bao nhiêu cả thì cái này thì các bạn gửi cái BNB vào cái ví uh, Fox này nếu như các bạn có điều kiện để để mà xem được các bạn có đủ điều kiện để nhận được cái một cái NFT này không ấy thì các bạn kích biểu tượng vào cái biểu tượng đồng người ở đây này, sau đó các bạn nhấn vào cái chữ share này, rồi ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái cái này nếu như các bạn chưa đủ điều kiện ấy thì là nó sẽ là nó mờ, còn khi mà đủ điều kiện rồi ấy, thì nó sẽ là màu vàng đậm lên như thế này, thì các bạn kích vào nhưng mà các bạn phải giới thiệu ba người thì vì cái này nó mới hiện lên nhé thì cái phần thưởng này thì nó sẽ là giới hạn à, giới hạn thôi nó không, không không có nhiều nhưng mà bạn nào mà đến trước thì nhận trước bạn nào đến sau làm sau thì là có thể là khi mà nó hết cái phần tuân thưởng thì các bạn sẽ là không nhận được nữa nó cũng giống như cái đồng BNB vậy rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà claim cái NFT này về đối với những cái bạn mà đủ điều kiện nhé rồi à, các bạn từ cái trang chủ của cái ví này thì các bạn bấm vào cái đồng BNB nhé sau đó thì các bạn kích vào đây và chúng ta sẽ là copy cái địa chỉ này để mà các bạn gửi cái đồng BNB vào đây thì các bạn chỉ cần gửi một cái lượng BNB rất là nhỏ thôi à, 0.001 là các bạn gửi vào ví rồi ở đây thì là mình sẽ gửi một lượng à, cái đồng BNB vào đây nhé các bạn dán địa chỉ ví này của Phong Wallet vào này và đây là các bạn nhập cái uh, cái đồng BNB mà các bạn muốn gửi vào Rồi nhấn tiếp tục nhé. Xác nhận chuyển này. Rồi như vậy là đã chuyển à, thành công. Và bây giờ mình quay ra cái ví để xem là mình đã nhận được cái số dư chưa nhé. Thì cái này thì là ví gửi với ví nó khá là nhanh. Rồi đã về ví rồi. Đó, như vậy là mình đã có cái số dư. Rồi các bạn à, bấm vào cái biểu tượng hình người ở đây cho mình. Rồi tiếp theo các bạn nhấn vào chữ share rồi cái này màu vàng mà báo đậm nên là ok rồi nha các bạn là tức là các bạn đã được nhận một nst thì các bạn kích vào nó sẽ chuyển chúng ta đến một cái trang web để chúng ta có làm à, cái nst này về và nó sẽ tự động nó kết nối với cái ví này fuxnet của mình luôn đó ở đây thì các bạn nhấn vào kết nối rồi nó okay, sẽ có chữ cờ lam này các bạn nhấn vào cái nút cờ lam cho mình rồi các bạn nhấn vào con phép là để đồng ý là trừ mất một cái phí đồng BNB ở trong ví phí, phí tức là chúng ta sẽ là xác lệnh thành xác nhận thanh toán đấy rồi OK như vậy là đã cờ lam xong rồi nhé. Các bạn nhìn thấy có biểu tượng màu xanh đấy ở đây, đây. À, là đã OK rồi. Rồi ở đây là cái phần mà lịch sử giao dịch nhé. Lịch sử giao dịch à, BSC scan thì các bạn có thể là kiểm tra à, lấy con chắc cũng như là uh, lấy cái ID của NFT à, để mà các bạn nhập vào cái ví. Thì ở đây thì các bạn không cần phải nhập. Đối với ví Fox Wallet thì cái khi mà các bạn cờ lam về thì nó sẽ có luôn ở trong cái phần NFT. Đó, các bạn quay trở lại cái phần phí chính các bạn nhấn NFT cho mình này thì các bạn sẽ thấy nó có một cái NFT ở đây như vậy là mình đã là ở uh, cờ thành công rồi nhé Đó, các bạn chờ một chút cái hình ảnh này thì nó chưa phải là cái hình ảnh uh, đúng của cái NFT thì nó đang lắp cái ảnh rồi trên đây là toàn bộ cái video hướng dẫn cho bạn cách là Clam miễn phí cái uh, cái, cái NFT của phí Fox Wallet về cái ví pháp wireless rồi cái video của mình thì xin được là kết thúc tại đây thì cái sự kiện này thì nó vẫn còn đang diễn ra à, nếu như bạn nào mà chưa đủ cái điều kiện thì các bạn là mời tối thiểu là ba bạn bè để các bạn đủ điều kiện là nhận một NFT giá trị à, khoảng tầm xấp à, xỉ là 250 đô la nhé rồi cái hiện tại thì cái NFT này thì nó vẫn chưa nít sản cho nên là, là chưa thể là gửi đi và bán được nhé cho nên là cái này thì mình sẽ là cập nhật với các bạn ở cái những cái video lần sau khi mà cái NFT này Nissan sàn và bán được thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau. Ok, chào và tạm biệt các bạn.